chú anh chị và các bạn đang xem kênh Lê Phương của Hai Vlog nha. Bây giờ là buổi tối cả nhà. Mình ra đây để mình trộn đất. Mình chuẩn bị ươm hạt móc khía lên. Hạt móc khía mình ủ đã lên rồi. Bây giờ mình trộn đất để mình ươm vô cái chậu nhỏ. Để khi nào mà cây mướp nó ra được hai cái lá thạch to thì mình mới trồng ra cái thùng xốp ha. Bây giờ xin mời quý anh chị và các bạn đi ươm cái hạt mướp với mình nha. Đây, đất mình đã chuẩn bị nè cả nhà. Mình cho phân vô rồi bắt đầu mình trộn, mình cho vô cái hũ nhỏ mình ươm hạt ha. Đất thì đây có sơ dừa với phân trùng đất đen á. Với lại phân gà cô Hai trộn. Để cô Hai ươm cái hạt mướp nè các bạn. Cô Hai dùng giấy xúc á các bạn, giấy vệ sinh giấy xúc á. Mình ngâm nước cái hạt mướp mình ngâm khoảng 5 phút. Rồi mình sẽ xếp cái hạt vô trong cái giấy này nè. Mình bỏ vô một cái chén vậy ha. Rồi mỗi ngày mình đều tưới nước, tưới cho nó ẩm ẩm á. Rồi hai bữa nó lên được dài nè các bạn. Này cô Hai ủ có hai bữa à. Lỗ ha các bạn, lỗ gì dừa nó sâu quá. Đây cái hạt mướp này, đây. Cái mọng trắng trắng này là cái rễ của nó các bạn. Còn cái lá nó thì nó nằm ở trong cái hạt này nè. Đó, cái lá mầm nó nằm trong cái hạt này cho nên là mình để nằm xuống vậy ha. Mình cho cái rễ nó nằm xuống đất. Đó. Cho rễ nằm xuống đất cho đó mình lắp đất lại ha. Mình không có cần sâu các bạn, gì dừa thôi. Đó, bắt đầu mình lắp đất lại, mình lắp đất lại rồi. Cái này cũng vậy, mình khoét cái lỗ xưa xưa nha. Đây này các bạn thấy, ôi dù anh này anh dài quá chừng, cái rễ anh ra dài mà. Mình để cái rễ nó dài quá, mình cho cái lỗ nó sâu một tí. Rồi mình cho cái rễ này xuống các bạn, cái rễ này xuống rồi đó. Bầu thì mình trồng một cây, còn mướp mình dự định là mình trồng hai cây một bầu. Mình tưới nước mỗi ngày là bắt đầu ngày mai là anh nhú lên rồi. Đây nè các bạn, mướp hôm bữa của Hai gieo nó được 11 ngày các bạn, bây giờ nó được hai lá thạch nhưng mà nó còn nhỏ các bạn ơi. Để cho nó cao lên một tí ha, nó cao lên một tí thì mình mới đem đi trồng ha. Thì bây giờ tối nay cô Hai sẽ chuẩn bị trộn đất trước, rồi đợi cái mớp này nó lớn lên một tí nữa thì mình mới trồng ha. Bây giờ là buổi tối á cả nhà. Cô Hai ra ngoài đây chuẩn bị đi trộn đất nha. Cô Hai trộn đất để chuẩn bị trồng mớp. Cô Hai gieo mớp khía đã lên rồi. Bây giờ cô Hai sẽ trộn đất. Ban ngày ở đây nó nóng lắm cả nhà ơi. Chiều thì mắc cơm nước này kia đó dọn dẹp nhà cửa nên là cô Hai không có rảnh để trộn á. Bây giờ trời tối nó mát á, cô Hai sẽ ra đây trộn. Thì bây giờ cô Hai rảnh á, cô Hai sẽ trộn trước. Thì mình trộn đất mình trồng liền cũng được, hay là mình trộn trước mấy ngày cũng được hết các bạn. Bây giờ mình rảnh thì mình trộn trước. Bây giờ xin mời các bạn đi trộn đất với cô Hai nha. Đây cô Hai chuẩn bị trộn thì đây cái thùng xốp hay các bạn. Thùng xốp thì mình khoét lỗ cỡ này các bạn, khoét lỗ từ dưới lên nè, khoảng một lóng tay ha. Mình khoét mấy cái lỗ này để cho nước nó thoát ra các bạn. Còn ở trong cái thùng thì mình không có khoét lỗ ha, để cho nước nó giữ lại dưới đây, để cho cái cây bầu hoặc cây bí cây mướp á nó đủ nước ha. Chứ các bạn mà khoét ở bên trong kia là nước nó thoát ra hết á, cho nên là cô Hai khoét cách này ha. Thì phân ở đây hôm nay cô Hai sẽ trộn cho cây mướp thì có tất cả là phân đây. Thì các cái phân này cô Hai thường dùng các bạn. Này NPK, bột vỏ trứng, phân dê, phân đậu nành. Hai cái phân này cô Hai mới mua đợt sau này ha. Còn cái này là phân đất đen các bạn, cái dạng như tro rồi đất người ta nuôi trùng á, người ta đóng gói luôn. Còn này là phân gà ha. Phân gà chiếc này cô Hai mua phân gà nhuyễn, không phải là phân gà viên ha. Đợt trước cô Hai dùng phân gà viên, bây giờ cô Hai dùng cái phân gà nhuyễn này. Ở đây thì sơ dừa các bạn, sơ dừa,
Này, hai thùng, hai chậu đất thường. Đất thường này là cô hai cũng đã trồng cây qua rồi và đã phơi nắng một ngày ha các bạn. Thì các loại phân ở đây á, là tất cả là hữu cơ nha các bạn, cô hai không có dùng phân hóa học ha. Thì có bạn comment kêu cô hai là đừng có dùng phân hóa học. Bây giờ cô hai cũng nói rõ luôn là cô hai không có dùng phân hóa học ha các bạn. Đây là cái NPK, NPK cô hai dùng dùng ở đây là cái NPK là hữu cơ nha các bạn, làm ra từ rau quả ha. Đây nó có ghi rõ là NPK ha. Nó thì không có tiếng Việt các bạn ơi, tại vì hiện tại cô hai không có ở Việt Nam á, cho nên là những thứ này á, nó toàn là tiếng ở đây không à. Nhưng mà cô hai dịch ra thì nó làm ra từ rau quả các bạn. Đây organic, nó organic là phân hữu cơ các bạn, cô hai không có dùng phân hóa học. À, đây đây thì phân phân đậu nành ha, nó làm ra từ đậu nành, nó hữu cơ organic. Còn đây là phân dê nè các bạn, nó phân dê thì cái loại phân này nè, nè phân dê organic luôn, phân chuồng. Còn đây là phân gà, đây là phân gà nè các bạn, nó phân gà. Đó, tất cả của họ dùng là phân organic chứ không phải là phân hóa học nha các bạn. Bây giờ của hai sẽ cho đất vô trước đó các bạn. Là mình cho trước một thùng đất vô. Một thùng. Thêm thùng nữa. Bây giờ của hai cho vô trước hai chậu đất nha. Cho vô trước hai chậu đất. Đó, cho hết đất. Đất này mình đã trồng qua rồi, nó cũng xốp dữ lắm các bạn ơi. Mình trộn một ít phân vô để cho đất có dinh dưỡng ha các bạn, đừng có trộn nhiều ha. Mai mốt cây nó lớn mình sẽ cho bón phân vô. Cái NPK này các bạn khoảng nửa hũ sữa chua thôi các bạn. Mình cho vô ha. Nửa hũ thôi nha các bạn. Đây là cái bột vỏ trứng gà ha. Một quả trứng gà cũng khoảng nửa hũ các bạn. Đây là phân dê các bạn. Cho một hũ phân dê. Đây là phân tro đất đen các bạn. Này người ta đóng gói các bạn mà cô hay mua. Cái đất tơi xốp, đất xốp. Rồi như đây được. Đây là phân gà ha. Phân gà mình cho thẳng như đây. Còn sơ dừa nữa các bạn. Đất này nó cũng tơi xốp rồi, mình cho ít thôi ha. Nào đất mà đất mới mà nó không có được tơi xốp á, thì mình cho sơ dừa nhiều một tí cho nó tơi xốp đất. Trồng thì nó lưng lưng như nè các bạn, mai mốt mình còn bón tha phân thêm đất vô ha thì nó sẽ đầy lên từ từ, mình đừng có để đầy đất quá. Các bạn không có cần nhất thiết mà phân phải giống như là phân của cô hai ha,
tại vì cô hai cũng ở Việt Nam á, cho nên là các bạn tìm cái phân giống của cô hai á, là sợ nó không có ha. Nếu các bạn có phân hữu cơ, phân gà, phân bò, phân đầu cá gì đó, phân gì cũng được hết nè, mà mình trộn vô trong đất cho đất nó có dinh dưỡng ha. Rồi mấy mốt cây lớn mình sẽ bón thêm nữa, chứ không có nhất thiết mà phải bón nha, phải trộn giống như là phân của cô hai ha. Thì phân gà, phân bò, sơ dừa, rồi phân trùng quế này nọ kia đó thì các bạn cũng có thể trộn vô trong đất để trồng ha. Tại vì đất thường nó không có dinh dưỡng các bạn ơi, cho nên là mình phải trộn phân như vậy nè cho đất nó có dinh dưỡng á. Mình trồng cây vô. Mình không có dùng phân hóa học bạn ơi, mình dùng phân hữu cơ thôi. Nó rồi thêm mình ủ rác và bếp vô cái hũ này nè, cho cây trồng thì mình sẽ chôn cái hũ ở đây ha. Mình chôn cái hũ ở đây để mình bỏ rác trong đây để cho nó phân hủy ra những cái chất phân chất tốt cho cây các bạn. Thì mình sẽ chôn cái hũ vô đây ha, để mình bỏ rác thì bếp đây mình ủ cho cây. Thì cô hai cũng đã có chia sẻ qua. Đó, bây giờ mình sẽ moi cái lỗ mình chôn cái hũ này xuống nha. Mình sẽ chôn cái hũ vô đây nè các bạn, để mai mốt mình bỏ rác và bếp vô đây mình ủ cho nó thành phân cho cây nhé. Cái này là mình ủ trực tiếp cho cây luôn các bạn, để cho nó tiện hơn. Chứ mình ủ riêng ở ngoài cái thùng mình đem đi tưới nó có cái mùi hôi thối khó chịu lắm, cho nên là cô hai làm cái cách này thấy nó tiện lợi hơn, cho nên là cô hai làm cái cách này. Thường thì một cái thùng xốp là trồng được một cây thôi các bạn, nhưng mà chuyến này cô hai muốn trồng hai cây luôn, là cô hai sẽ trồng hai cây mướp ở trong đây đó. À, muốn trồng hai cây luôn chứ cô hai muốn trồng một cây, nên là bây giờ trồng thử hai cây thôi, chứ thường thường là đúng là trồng một cây thôi. Tại vì bây giờ gieo nó lên được mấy cây rồi, trồng một cây thì nó ổn quá, trồng hai cây thử luôn coi nó như thế nào. Các bạn ơi, bây giờ mình trồng mướp vô ha. Thì cái mướp này nó được 13 ngày rồi cả nhà. Thì bữa trộn đất sau hai bữa thì giờ cô hai trồng luôn ha. Mình để trong đây nó không phát triển được các bạn ơi, bây giờ mình phải trồng ra chậu để cho nó có dinh dưỡng á, phân đất dinh dưỡng này chia rộng rãi cho nó phát triển cho nó mau lớn ha. Vậy mình trồng xuống luôn. Đó, nó ra rễ quá chừng nè. Ra rễ quá chừng cả nhà. Trồng được rồi, để trong đây nó không có phát triển được. Mình moi lỗ qua nó sâu sâu tí nữa nha. Lấy hai ngón tay mình kẹp mình ấn xuống nha cả nhà, mình ấn cho nó chặt rễ nha. Bây giờ mình tưới luôn cả nhà, tưới cho mớp luôn ha. Tưới cho nó ẩm một cái tưới luôn. Cũng đã tưới rồi ha. Đó thì mình trồng một chậu hai cây ha. Mình trồng chừa cái lá mầm nó lên ha các bạn. Mình trồng chừa cái lá mầm nó lên nha. Còn cái này để mình ủ rác nhà bếp ha. Đợi thêm khoảng một tuần nữa đi cho cái mớp nó bén rễ rồi mình cho cái rác nhà bếp vô đây ha. Đó, giờ mình để sẵn ở đây. Đây mình đã phủ cái lá tre lên nè cả nhà. Thường thì người ta ủ rơm ha. Người ta phủ rơm lên cho nó mát gốc, có giữ ẩm cho gốc cây, rồi mình tưới đất nó không có văng lên, các bạn, nó không có xói đất ha. Thì cô hai không có rơm thì cô hai ủ bằng lá tre ha. Ủ lá tre vẫn tốt bình thường nha cả nhà. Mình là chuyên gia là dùng lá tre để ủ vô gốc cây á, giữ ẩm cho cây. Thì mới trồng xuống cây nó còn yếu á các bạn. Rồi trưa mà nắng nóng á các bạn nhớ che cho cây mướp ha. Vài ngày cây mướp nó khỏe thì mình mới không muốn che nữa ha, để không nó héo nó mất sức.
Thì cái video của mình tới đây mình cũng xin được kết thúc nha các bạn. Nếu các bạn thấy rất thấy hay thì cho mình xin một like và chia sẻ. Và nhớ nhấn chuông để cái kênh ủng hộ mình nha. Bye bye các bạn, hẹn các bạn video tiếp theo. Bye bye.